Hello, cũng như thường lệ Khánh Nguyễn cuộc sống Đức U70 xinh đẹp xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến trên toàn cộng đồng mạng. Thì hôm nay mình muốn cùng các bạn bàn luận về mấy vấn đề vừa qua, hôm qua và từ cái mẹ của ca sĩ Kim Ngân đã trả lời cộng đồng mạng và nhạc hội vừa qua. Thì có một số vấn đề là cộng đồng mạng vẫn chưa được thỏa đáng và vẫn thắc mắc, đó là chủ yếu là về Gia Nguyễn. Thì bây giờ mình sẽ nói lần lần một lần lượt nhé. Cái thứ nhất là mẹ của Kim Ngân, tất nhiên cộng đồng mạng rất là phấn khởi, rất là vui là mẹ của Kim Ngân đã lên tiếng bảo vệ Thúy Nga và vẫn mong là Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân tiếp, và vẫn nói được lên một câu là Thúy Nga cứ quay Kim Ngân đi và cứ giúp đỡ Kim Ngân, sẽ không làm sao, sẽ không ai làm gì, cô chịu trách nhiệm. Thì cái câu đấy là rất là ok, nhưng mà cộng đồng mạng vẫn không thỏa mãn được là lý do tại sao bà không hề đả động đến Gia Nguyễn, không hề nói Gia Nguyễn là bây giờ phải để cho chị Nga hoặc là để cho cô Nga giúp đỡ chị Ngân. Dù sao thì cũng là phụ nữ, nó vẫn khác. Và cô Nga cô ấy đã làm nghề cái nghề đấy cho nên là cô ấy rất là hiểu về cái, không phải là giúp đỡ ai làm cũng được đâu, người ta phải biết cách. Giống như là những cái video lần trước mình nói đấy, là giống như là Thúy Nga được đi học trong trường, được đào tạo về cái việc mà giúp đỡ cô Kim Ngân. Thì mọi người rất là phấn khởi là cô đã nói lên được về Thúy Nga, cho Thúy Nga. Nhưng mà cộng đồng mạng vẫn thắc mắc là bà im lặng, bà không hề nói đến Gia Nguyễn là như thế nào, không được phép như thế nào hoặc là không được như thế nào, không hề đả động. Thì bây giờ bà nói là Thúy Nga cứ giúp đỡ Kim Ngân đi, nhưng mà không nói với Gia Nguyễn là để cho Thúy Nga giúp đỡ. Thì bây giờ Thúy Nga giúp đỡ kiểu gì đây? Hay là chả nhẽ Thúy Nga cứ giúp đỡ xong lại cãi nhau tay đôi với Gia Nguyễn à? Bà phải lo có câu với Gia Nguyễn đàng hoàng thì mới được. Đấy là cái việc về cái vấn đề của bà. Còn vấn đề thứ hai nữa là Gia Nguyễn nói là Kim Ngân thích sống lang thang, thích đi như thế. Không, Kim Ngân không có bệnh. Kim Ngân tự biết đi và tự biết về, không được. Ý nói là Kim Nga Thúy Nga đi theo để mà kìm cặp, ép buộc Kim Ngân. Thế giờ tôi hỏi thì Gia Nguyễn hỏi cộng đồng mạng xem là Kim Ngân là người bình thường hay là người không bình thường. Cũng như lần trước mình nói, nếu như Kim Ngân mà tự biết đi, tự biết về, tự biết uống thuốc và tự biết làm gì thì không phải là gọi là người không bình thường. Không phải là cái người mà đi lang thang ra ra ngoài đường ngủ sau máy giặt và móc đồ ăn ở trong thùng rác, mà nhìn cái nét mặt thì mới 5-8 tuổi nhưng mà như cái bà 90 thì mọi người đều nhìn thấy. Cho nên Gia Nguyễn ấy không nói thì không sao, Gia Nguyễn càng nói đến câu nào thì mình nghe mình càng bức xúc câu đấy, bực lắm. Và một cái quan trọng nữa là Gia Nguyễn còn nói là cái vụ mà gửi tiền về đấy rất là phức tạp. Bây giờ mình nói về Gia Nguyễn trước. Gia Nguyễn nói là gia đình nhà Gia Nguyễn cũng khá giả mà gửi 100 về để xây mộ thì sỉ nhục cho gia đình nhà Gia Nguyễn. Bây giờ mình hỏi lật lại, tại sao sỉ nhục hay là chê ít? Tại sao chê mà không nói từ trước mà lại cho địa chỉ, cho số điện thoại để sư cô đã liên lạc và
đã nhận tiền. Nhưng mà cách mấy ngày hôm sau thì mới lại nói là trả lại. Cái này tôi nghĩ rằng chắc là Gia Nguyễn điện về hoặc là sư cô điện về, sư cô nói. Cho nên là buộc tội và gây cái xấu cho Thúy Nga. Thúy Nga thì vô tư, không hề biết gì cả. Thúy Nga có bịa ra đâu, Thúy Nga biết đâu là ở Việt Nam xây mộ. Thúy Nga biết làm sao được. Thì Kim Ngân là nói là muốn gửi 100 về để ủng hộ xây mộ. Thì chắc là Kim Ngân nói với sư cô trước rồi. Cho nên cái này nó rất là mâu thuẫn. Đấy là nói về cái 100 xây mộ. Thế còn bây giờ Gia Nguyễn nói này, 100 xây mộ thì sỉ nhục gia đình của nhà sỉ nhục gia đình nhà Gia Nguyễn. Ý nói là có 100 thôi gì, ít quá gì mà cũng phải xin của ở bên này thì là sỉ nhục, đúng không? Thì là Gia Nguyễn là cái lòng sĩ diện của dòng họ nhà Gia Nguyễn, đúng không? Nhưng tôi hỏi lật lại, thế còn đi lấy của người ta 98.000 để mua nhà thì cái đấy không là sỉ nhục à? Hay là cái lòng tham, cái đấy không phải sỉ nhục chứ? Cái đấy không phải mang ơn người ta à? Hay là như nào? Hay là nó nhiều thì không phải sỉ nhục, nhưng mà kê ít quá là sỉ nhục? Gia Nguyễn nói câu gì cộng đồng mạng người ta cũng không thể cho vào tai được, mà người ta không thể nghe được Gia Nguyễn nói. Gia Nguyễn càng nói câu nào thì người ta càng khó chịu cô đấy, không thể ai nghe được. Đấy là cái tiền mà xây mộ. Hai cái này nó rất là đối lập nhau. Không lấy tại sao không nói từ trước? Tại sao là không lấy tiền thì không nói từ trước mà cho số điện thoại, cho địa chỉ để người ta đi gửi về? Rồi cái giấy thì chép đi chép lại, cũng không hiểu là cái giấy chép như thế nào. Thế ngay lúc đầu tao sao không nói, mấy ngày hôm sau mới lại nói? Thì mình nghĩ là một là sư cô, thầy dùi gì ở Việt Nam, hoặc là thầy dùi thì mới Gia Nguyễn, thì Gia Nguyễn mới lật lại, mới nói với lại nói Thúy Nga. Cho nên là Thúy Nga rất là tội nghiệp. Cái đấy là mình nói về cái nhà. Còn một cái việc quan trọng nữa là đấy, cũng như là Gia Nguyễn nói đấy, Thúy Nga thích sống lang thang. Xin lỗi cả nhà, Kim Ngân thích sống lang thang, Kim Ngân thích đi như thế thì cứ để. Tôi hỏi cộng đồng mạng xem thấy Kim Ngân là người bình thường hay là người có bệnh mà Gia Nguyễn cố tình bảo thủ những cái mà mỗi người ta hai con mắt, cả cộng đồng mạng trên thế giới người ta đều nhìn thấy mà vẫn cứ bảo thủ, vẫn cứ nói, không thể chấp nhận được, nghe tức lắm. Gia Nguyễn nói là Kim Ngân rất là bình thường. Rất là bình thường. Thế còn một cái việc nữa là cái Gia Nguyễn chửi là con hề. Gia Nguyễn chửi là cái loại sướng ca vô loài. Tại sao Gia Nguyễn, vợ chồng Gia Nguyễn lại đưa Kim Ngân đến cái chỗ lễ hội độc lập ở Mỹ? Chắc là cả nhà cũng xem, mình cũng không cần phải đưa hình ảnh. Kim Ngân ăn mặc rất là dễ thương, rất là đẹp, trông rất là lịch sự. Đầu tóc rồi váy, ăn mặc váy, cái váy ngắn rất là đẹp, nhưng mà vẫn đèo một cái túi bóng. Vẫn đèo cái túi bóng ở dưới, trông rất là buồn cười. Đấy là thể hiện cái khác người. Mà đấy là thể hiện là cái người ta khác người và người ta có bệnh hay không đấy. Thì dẫn đến đấy, nếu như cái người bình thường ấy, người ta rất là vui, rất là vui, mọi người cũng sung sướng, cũng hy vọng là Kim Ngân lên hát. Nhưng mà Kim Ngân ấy, bởi vì Gia Nguyễn không biết được cái tâm lý của cái người ta bị bệnh, cái thần kinh của Kim Ngân nó rất là yếu. Nếu như vui vẻ bình thường thì không sao,
Nhưng Kim Ngân rất sợ những cái chỗ ồn ào, đông người, cả nhà có biết không? Thì đến đấy là Kim Ngân lúc mà chưa có nhạc nhẽo nổi lên ấy, thì Kim Ngân bình thường. Đến lúc nhạc nổi lên một cái là cái đầu của Kim Ngân bắt đầu nó bung lên, nó bung không thể chịu nổi. Không chịu nổi là bắt đầu là Kim Ngân chửi, Kim Ngân bắt đầu chửi te tua luôn. Thế là vợ chồng Giang Nguyễn vội vàng đưa Kim Ngân ra đi về. Đấy cả nhà xem. Trên Kim Giang Nguyễn cứ nói câu nào, cái câu nọ nó đá câu kia, nó không có một cái gì gọi là logic cả. Mình cảm tưởng như là Giang Nguyễn nói lấy được. Giang Nguyễn nghĩ là thiên hạ người ta ngu hết, đúng không các bạn? Nếu như Giang Nguyễn mà là con người lịch sự, có học, là người lớn ấy, thì nói đàng hoàng với Thúy Nga là thôi, gia đình bây giờ có khả năng trông nom Kim Ngân được, không cần phải nhờ đến đến chị. Thì từ nay trở đi chị khỏi phải trông nom Kim Ngân nữa. Nhưng mà không nói. Đi ăn, Thúy Nga rất là vui vẻ. Không ngờ đến lúc Giang Nguyễn lặng thinh và vào cái kênh Facebook của mình chửi Thúy Nga te tua, Thúy Nga cũng không hề biết gì. Mà những người, những bạn mà fan hâm mộ của Thúy Nga biết được và chụp đưa cho Thúy Nga, lúc đấy Thúy Nga mới biết. Còn Thúy Nga cũng không hề biết là Giang Nguyễn có Facebook. Đấy, là con người đúng là chuyên đi gây mâu thuẫn. Rồi nói là Thúy Nga quay Kim Ngân đưa lên để ăn tiền của YouTube. Tất nhiên là Thúy Nga có quay đưa lên thì mọi người mới biết như ngày nay. Mọi người mới biết đến Thúy Nga. Còn tất nhiên ở bên Mỹ chỉ có cái khu phố Bosa thì mới biết Kim Ngân thôi. Mà gặp chắc cũng không được nhiều. Thỉnh thoảng được mấy người quen, người ta thương hại thì người ta cho vài đồng. Cho nên là cuộc sống của Kim Ngân ấy, lang thang ở ngoài đường, đói khát bao nhiêu năm trời, khổ sở đói khát như thế. Thì có người người ta cứu mang, người ta giúp đỡ như thế thì mình phải biết ơn, phải mình phải mừng mà lại chửi người ta. Bây giờ Giang Nguyễn ôm đồm. Đấy cả nhà xem nhé, cả nhà. Mình và các bạn thử xem là được bao nhiêu lâu như Giang Nguyễn chăm sóc Kim Ngân như thế nào. Rồi Kim Ngân tới đây cuộc sống nó sẽ về đâu các bạn? Mình chỉ thắc mắc là tại sao. Ok thì mẹ Thúy Nga, mẹ Kim Ngân nói là Thúy Nga vẫn mong muốn là Thúy Nga tiếp tục giúp đỡ Kim Ngân, nhưng mà lại không hề nói gì Giang Nguyễn. Thì giúp đỡ kiểu gì đây? Bây giờ giúp đỡ thì Giang Nguyễn nó bảo nó không khiến, nó không mượn. Thì chả nhẽ Thúy Nga nói là mẹ Kim Ngân nói là tôi giúp đỡ à, hay như thế nào? Lẽ ra là mẹ Kim Ngân nói là Thúy Nga vẫn giúp đỡ, vẫn mong muốn giúp đỡ. Và nói với Giang Nguyễn là đây là tao cần Thúy Nga giúp đỡ cho con gái tao, mày không được phép. Như thế mới là đúng. Còn kể cả em của Thúy Nga, em của, xin lỗi cả nhà nhé, xin lỗi. Em của Kim Ngân cũng cảm ơn Thúy Nga và đã viết một cái thư rất là dài bằng tiếng Anh cho Thúy Nga. Rồi con của Kim Ngân cũng rất là mừng là có Thúy Nga giúp đỡ, bởi vì gia đình nhà người ta rất là thương con, rất là thương con, cũng rất là thương mẹ, mọi người cũng rất là thương. Nhưng mà không ai gần được, không ai gần được Kim Ngân. Thì Giang Nguyễn cũng nói là con và chồng cũ của Kim Ngân cũng vẫn hay giúp đỡ Kim Ngân. Thì ai giúp đỡ là tốt, cứ ai giúp đỡ là tốt. Tại sao Giang Nguyễn cứ phải ôm đồm, Giang Nguyễn cứ phải là nhiều chuyện, chuyện nọ chuyện trai. Có phải mình nói tóm lại là Giang Nguyễn đây này, chẳng qua là Giang Nguyễn hám tiền của cộng đồng mạng cho nhiều, hoặc là Giang Nguyễn sợ Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân rồi cộng đồng mạng cho tiền mà Thúy Nga lấy hết.
mình là mình nghi cái điều đấy. Cho nên là ích kỷ, ích kỷ mà ai là người khổ nhất? Khổ nhất là Kim Ngân. Kim Ngân là người khổ chứ không có ai khổ vào đây. Còn có phải là Thúy Nga từ xưa đến nay mà sống về cái tiền giúp đỡ Kim Ngân để mà ăn tiền YouTube đâu. 3 tháng nay rồi lại còn có người thắc mắc là tại sao Thúy Nga không giúp đỡ Kim Ngân cách đây 10 năm đi mà bây giờ mới giúp đỡ. Thì các bạn tự hiểu rằng Thúy Nga năm nay mới ngoài 40 một tí. Cái lúc đấy Thúy Nga sang, Thúy Nga vẫn còn ít tuổi, chưa biết. Với lại cũng chưa va chạm trường đời, cũng chưa biết một cái gì. Và cái thứ nữa là các bạn nên cho là cái gì nó cũng có cái duyên. Gặp nhau, giúp đỡ nhau nó cũng có cái duyên. Không phải là tự nhiên, không phải tự nhiên mà là thế. Nên các bạn nên nhớ một điều như thế. Cho nên mình đừng có vặn vẹo và đừng hỏi. Cái gì nó cũng có cái duyên hết, đúng không các bạn? Thì hôm nay mình làm cái video này là mình rất là... Mình càng xem về cái chú Gia Nguyễn, mình xem ít thì mình thấy chú ấy sai ít, và mình xem nhiều, mình thấy chú ấy sai nhiều. Khó chịu lắm, bức xúc lắm. Cho nên là mình lại phải làm một cái video này cùng các bạn, nói lên cái tiếng nói chung để cho đến tai Gia Nguyễn, và Gia Nguyễn sẽ thay đổi. Ngay cả ông áo vàng thế, ông áo vàng rồi sư cô nhé, không nói thôi thì nếu mà nói ấy, thì có khi là một tiếng là mình sẽ ra một cái video mới, một tiếng ra video mới. Thì mình ra dày quá thì các bạn cũng không thể xem kịp được. Cho nên là mình không ra. Thì đây là mình làm một cái video này cùng các bạn tham khảo. Bây giờ mình dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn đồng hành, ủng hộ. Bye bye các bạn. Bye bye.